Công an thành phố Đà Nẵng cho biết các trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa nổ súng trấn áp hai đối tượng trộm xe máy trên địa bàn. Được biết các đối tượng trộm xe đã chống đối và có những hành động liều lĩnh nhằm tẩu thoát nên buộc cảnh sát phải nổ súng trấn áp. Chiều ngày 9 tháng 11, các trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hai thanh niên trộm xe máy nên ra hiệu, yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên hai đối tượng lập tức bỏ chạy. Khi đến giao lộ đường Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê, thì các trinh sát vượt lên chặn được xe của hai đối tượng này. Ngay lập tức, cả hai đối tượng nhảy xuống xe định bỏ chạy. Lúc này, một trinh sát rút súng bắn ba phát chỉ thiên để thị uy. Sau hơn một giờ giằng co, các trinh sát đã khống chế bắt giữ hai nghi phạm. Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. Vụ thi thể cô gái lìa đầu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đang gây xôn xao dư luận bởi tình tiết ghê rợn. Cho đến thời điểm hiện tại, hung thủ vẫn đang là ẩn số. Nhiều người đặt nghi vấn liệu hệ thống camera an ninh của tòa nhà có lột mặt được nghi can gây ra án mạng kinh hoàng này. Theo đó, chiều ngày 8 tháng 11, một số người dân sinh sống ở Block B, chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực giếng trời tầng 3 chung cư này. Mọi người lại gần kiểm tra thì thấy phần đầu và phần thi thể lìa nhau. Theo thông tin ban đầu, cư dân phát hiện tại lầu 6 của chung cư cũng có nhiều máu, nên có thể nạn nhân tử vong, nghi do rơi từ trên tầng cao xuống. Qua quá trình kiểm tra, cảnh sát xác định thi thể là nữ giới, trên người chỉ mặc bộ đồ lót màu đen. Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh để điều tra vụ án. Thưa quý vị, thực tế là việc lắp đặt camera trong thời gian qua đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng triệt phá được nhiều vụ án lớn. Đơn cử là nhờ vào camera an ninh, công an đã bắt giữ một nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong thời gian ngắn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như trích xuất camera an ninh, xác định dấu vân tay. Hy vọng rằng sẽ nhanh chóng có kết quả để xác định nguyên nhân tử vong của cô gái này, cũng như là kẻ thủ ác nếu đây là vụ án mạng. Bên cạnh đó, để tránh các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc diễn biến tử vong của cô gái này, mọi người nên thận trọng và cân nhắc khi đọc và chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.